Vâng ạ, ba thế hệ tụi em xin chào quý vị nha. Thế hệ nào ba người sao? Ba ma. Nhìn ba không biết đâu hả? Sao? Nhìn bên bức tranh ba thế hệ. Con gái nè, mẹ nè, bà ngoại. Ờ cũng giống quý vị. Đúng không? Ha. Giống như đứng xích lại đây chụp tấm hình rồi. Và quý vị đang xem qua chụp hình gia phả quý vị. Ai à, ai nói cái câu gì? Sao già? Gì à? Sao chị? Sao chị? Bây giờ cho chị chụp với, chụp với. Rồi chị chụp với hả? Chị chụp với chị là chồng. Bây giờ hả? À, con trai hả? À rồi. À, bà ngoại đây ha. À, bà rồi ngoại. Mẹ cứ qua đây theo thứ tự nè. À con gái. Dạ. Rồi thấp xuống cưng. Thấp xuống nữa. Sao xuống? Con chó quý vị. Rồi chụp. Chụp lỡ rồi. Không. Rồi le lưỡi. Chụp đi, chụp le lưỡi ra chụp. Đây con chó là phải dắt cái dây này. Rồi. Đúng rồi. 1 2 3 chụp. Dạ rồi, nhà em ôi, yêu động. Dễ thương, nhà em yêu động vật lắm quý vị. Rồi giật giật chó vô cưng. Giật Mina vô. Mina, Mina đi vô kìa. Thì bán vé bình thường đâu có gì. Má, biết gì tao bán vé cho rồi cho khỏe. Sớm hơn. Bánh nhà người ta xem chẳng dễ gì đâu. Chẳng dễ gì đâu. Từ từ, cái gì? Hôm qua chị nói đó. Là cho bún bò hả? Mà cho tôi hả? Là tôi phải ăn. Đưa đây. Ngon vậy trời. Lý do tại sao mập lại vậy đó quý vị? Cho chị Lan nữa chết mẹ rồi Lan ơi. Trời ơi cảm ơn em đã cúng dường cho gia đình chị. Ăn ở đây luôn hả? Trời ơi. Trời đất ơi. Trời Lan ơi Lan. Có người đi. Nói chuyện cái coi. Nói đi. Con bé đen. Hồi chiều tôi mới like TikTok mà giờ mình nói cho mình bún bò tối đem lên thiệt hả? Có giò nữa. Rồi, đợi chút. Trời ơi. Rồi, đem nước vô. Rồi, có nước luôn. Nhớ nghe con thủ tục. Đưa để xuống sao nè. Để xuống sao. Xả ba xả thiếu rồi. Xô chị đây. Xô chị ra kêu xong lô tô là phải ăn vô hết nha. Ai ai xô à. Xô. Nè con nói lại đi. Nói lại này con. Ê. Nói đi. Chị xung quá hồi gọi là 50. 50. 50 tiền nước. Rồi, thằng tội nghiệp nhỏ nhỏ có tiền, tội nghiệp nó đó. Lỡ rồi. Mày đi chùa còn mày xin thùng công đức về đó mày. Trời đất ơi, lát vô chị gửi lời cho. Chán ghê vậy đó. Nó vô trọng nó mua thiếu, tôi tưởng nó lấy tiền nó mua, ai dè nó mua thiếu. Nó cũng thôn lắm á chứ chị. Xô chị ra. Mày gì ra. Mày gì ra, mấy gì ra, mày gì ra. Mày gì ra. Mày gì ra với tôi lơ và yêu lầm người ta. Trời ơi. Đau khổ chị ai mình ngây thơ quá. Vậy sao? Khi hiểu ra đã muộn màng rồi. Khi hiểu ra chết cả cuộc đời. Bây giờ bạc lộc cắm nín. Con số 9. Con số 9. Anh chị ăn nữa không? Ăn nữa không? Cho chị hỏi cái bịch trái cây của chị đâu? Bịch trái cây của chị hả? Trời các thứ sao lấy vô chổng mà trái cây của chị mà. Rồi bây giờ là chị với Lan bữa nay coi như không có làm á. Là ở đây là ai cho gì để đây là ăn tiếp. Đó. Ừ. Rồi. Dạ rồi. Rồi cảm ơn cho dạ, bà. Cảm ơn thí chủ cúng dường. Thank dạ you. Mày ngồi xuống mày ăn đình hết rồi, hết rồi. Rồi. Rồi lấy xuống đi. Nè, gửi luôn. Đó. Dạ gửi rác lên em ăn được không ạ? À? Dạ rồi, quý vị khán giả ở dưới mình cũng có đồ ăn mà mình muốn cúng dường có hai vị thánh trên này á. No, dạ thì mình đem lên mình cúng nha quý vị. Dạ. Dạ. Bây giờ quý vị nào mà mình cầu gia đạo á thì mình chọn cô áo hồng. Mình cầu tình duyên á thì chọn cô áo tím. Còn mà nhảy cầu thì cứ cộng hai cô nha. Nhảy cầu luôn hả? Dạ, cúng sao thì chọn cô bên phải, cúng rồi, canh tay, có chọn người cô bên cúng, trái. Cúng bánh tráng trộn. Trời ơi, cúng bánh tráng trộn nữa. Bánh tráng trộn. Bánh, khoan. Chị, bé đen, bé đen. Hồi nãy mua bún bò ở đâu vậy? Ở đâu? Ngon nha, thiệt sự bún bò rất ngon nha. Một lát bà cho địa chỉ thì người ta ăn, ta lợi ta ăn má. Trời, ngon, có dễ người, sợ. Cái gì? Có người cúng dường. Xúc xích. Xúc xích. Rồi nó lấy lại cái gì vậy? Cái chùm chùm. Cái chùm chùm rồi. Ơi, con qua có lợi con qua đổi. Lại con lấy sao? Ra ra. Nè lấy về con. Con đem lọc về. Đổi cô, giác cuộc lọc cô gửi về. Rồi, bánh tráng trộn này mua của đi Va Cát Thi luôn hả? Mua của bà đó ồn. Dẹp tiệm. Nó nghe nè chị. Nó nghe nè. Thôi bây nè. Giờ nè tụi tôi á, ngoài ăn ra tụi tôi còn phục vụ văn nghệ. Được. Nhưng mà khoan, cho bánh tráng trộn không cho đũa ăn bằng gì. Má gớt cái con chiếc hà. Một chiếc rồi nè. À, dạ. Đây nè, đây dưới đây, dưới nè. Ừ đó rồi. Dạ rồi. Rồi, tụi em làm việc đi. Rồi việc của tụi chị. Bây giờ hai cờ rồi. Hai
Khán giả yêu cầu chị Thi ăn ly mì. Các Thi lẹ vô tới số mạng bà. Rồi bé 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 ngồi xuống. Rồi bắt đầu nha. Để coi coi. Củ khoai luôn hả? Rồi củ khoai luôn. Sao nhỏ? Được rồi. Chúa bà đợi. Em đút cho chị ăn. Em đút cho chị ăn. Nghe né né ra má. Rồi rồi. Khoan để em đợi 5 giây quý vị. Để mì nó nở. Tặng Thu luôn. Củ khoai. Nó nghe là làm như ông nội đo xê hai bà. Thì đưa củ khoai chút xíu. Không tao đâu đưa cái gì ăn cái đó. Từ từ bà nổi con nghiện chết à. Ăn mà à. Ngon khoai ngon. Bây giờ em ăn thiệt không quý vị? Hay là quý vị giỡn quý vị ơi? Thiệt. Thiệt hả? Mì giờ này không có bò. Cái gì? Khó quá. Cái gì? Khán giả cho gì ăn đó đi. Bún nãy có bò mà mì này không có bò. Em có khô bò cho chị luôn. Mày gỡ ghẻ hả? Mất dạy hả? Nói vậy thôi chứ quý vị ủng hộ cho em vòng loại này. Mì này chưa có đủ hấp dẫn. Bây giờ em muốn có xúc xích, xúc xích. Để ăn lộn xúc xích cho chị. Ăn lộn xúc xích cho chị. Gãy cái răng nó răng thiệt, cái răng xứ. Chị ơi chị. Chị nào nãy cho chị cho khoai phải không? Bữa sau chị luộc chín chín xíu nha. Chị luộc sống sống thì em vừa hát vừa địch kỳ lắm chị. Nó khoai nó vẫn còn sống nha chị nha. Sống rõ ràng phải không? Khoai sượng hả? Khoai sượng. Khoai sống nha chị nha. Dạ rồi. Ê chị tin là mang đôi dép vậy hả? Sao mang dép kỳ vậy? Dép dưa gót nè. Cái gì? Dép dưa gót đi xíu à. Không vừa sao cũng ráng mang chi vậy? Ờ đúng rồi, mình có nhận thức đúng không? Không vừa là mình không mình đúng. Không được mang, được mang. Đúng à, rồi vậy? Không vừa sao mặn chi vậy má? Má mập như con heo má cài không vừa. Rồi trời, bây giờ má đổ thừa. Khoan, trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Khán giả ngày hôm nay tốt quá vậy hả? Bé dâu xin cảm ơn quý vị khán giả. Bé dâu bây giờ chuyển thành bé heo luôn rồi. Trời ơi! Trời ơi! Chết. Nhưng mà hai chị em mình ăn không có vui. Nó đổi qua cái bàn bự đó kìa. Ăn gì được? Ba cái dạ. Ba. Trời ơi! Cái gì vậy trời ơi? Trời ơi, quý vị bữa nay đi chơi lô tô hay đi ăn đám giỗ vậy? Nên đi ăn buffet. Trời ơi, cảm dạ. Ơn trời ơi, trà sữa. Ai tặng cho hai ly trà sữa? Bự như cái lu vậy trời. Ông nội ơi. Rồi. Trời ơi trời. Thôi bây giờ em hỏi đi, em ngồi đi. Rồi tất cả mọi thứ để anh lo cho. Bây dạ, giờ quý vị, hồi nãy em nói thiệt với mọi người nha. Là lúc em đi diễn là em thử cái đầm mặt dừa. Hồi nãy em ăn xong mặt hết dừa luôn. Trời, trời ơi, ơi trời không ơi. Kéo nút bên hông được luôn. Thoải mái đi chị. Con kia đâu, con kia đâu? U Mi Lan. Lan ơi. Lan nó chết rồi. Trốn kìa, Thi. Từ từ đã rồi. Bắt nó lên đây, dâu ơi, dâu bắt con bé lên đây dâu. Lên. Trời ơi. Chưa, tiểu nhị, châm lửa. Dạ, châm lửa. Bà chết. Mạnh miệng quá vậy mà. Sau khi lúc ăn này bà mạnh miệng với các bạn cho hết nha Thi nha. Em nói thiệt quý vị, em làm ở Hương Nam, làm ở Đầm Sen Que là 6 năm trời quý vị. Mà ngày đầu tiên mà thiệt em tiếc. Hồi chiều phải đi làm em khỏi ăn. Ngày mai em đi làm nữa hả? Khách mời à, cái này bánh bò. Bánh bò thốt nốt nha. Của anh trai dưới kia tặng cho mình ăn được. Có thể cho, quảng cáo cho anh trai dạ, xíu. Từ nay về sau mọi người đừng hỏi Su ơi tại sao em mập vậy. Và lý do đây quý vị nha. Lý do đó. Từ nay về sau em đi làm em không có ăn ở nhà đâu. Lên đây tôi ăn. Ăn xong rồi. Ngày hôm nay. Dạ khán giả gửi nữa ơi. Nguyên một mâm cái viên viên luôn. Khán giả ơi, mình có thể mình đỡ tốt với tụi em được không? Đỡ tốt hả? Đỡ tốt dạ. Nhưng mà nói vậy nè quý vị, tụi em ăn ngày hôm nay, ba chị em mình cùng hứa đi hứa cùng gì? Hứa gì tuyệt nè? Thật đúng một tuần lệ. Chà dạ. Đủ thẳng rồi quẹt đó, trời. Rồi trời quẹt đi con, quẹt đi con. Lấy giấy đi, rồi. Thôi tại chỗ luôn, wow. Hay gì trời. Hay quá, cố luôn lên, bước lên. Hay quá gì trời. Thôi đừng đốt phong long nha xuất má. Xuất sắc. Cái gì cũng có. Wow. Rồi, bên đây luôn. Rồi. À, ở giữa luôn.
ở giữa luôn. Rồi rồi xong rồi, rồi thổi 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 kiếm 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 phá rồi. Trời ơi cái gì vậy? Khoan, ê nghe mùi trái nha, của con nào trái nha. Ê kiểm tra lại, ai kiểm tra coi. Chết mẹ, còn có 8 cộng à. Dạ không, 8 cộng dây, 8 cộng dây. Ờ, đừng có 8 cộng dây, đừng có 8 cộng dây, trời ơi. Vâng, xin mời tất cả quý vị cùng quay trở lại với ba cao thủ múc bàn trong tối hôm nay. Một tràng vỗ tay, quý vị ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Như con cá bóng trứng vậy mấy mẹ. Trời ơi. Không, mùa này mùa nước nổi, cá có bầu phải rồi. Ê, đi diễn mà sao? Trời đất ơi. Bây giờ... bên trong cho tụi tôi ba đứa tôi bán vé đi, mọi người nghỉ đi cho chạy cho nó tiêu bớt chứ bây giờ không rất nhiệm... là chất chứa rất là nhiều nè. Nhiệm vụ khán giả mới đem đồ ăn lên phải ăn hết cái đó, phụ lòng khán giả không có được. Khán giả nói với tụi tôi là hiện tại là có hai cái ly trà sữa chưa uống hết, là khán giả nói là không có cho xuống, phải ăn hết, không được phụ lòng khán giả. Đi nào, đi đi bán vé 10 vòng rồi lên ăn tiếp. Không được, không, khán giả nói là không cho ba đứa này bước xuống dưới. Không được. Nhưng mà không, bây giờ nó nghe nè, bây giờ tụi tôi đứa nào cũng bị sơ gan hết trơn rồi, cho tụi tôi cơ hội sống thọ đi được không? Được không các khách quý vị? Toàn dân không hả? Bà hỏi tụi tôi không tin tưởng, tôi phải để chính miệng tụi tôi hỏi rồi, mới được. Rồi hỏi đi. Hỏi quý đi. Vị ơi, cho tụi em xuống dưới bán vé được không ạ? À? Rồi ngồi ăn tiếp vô, đi mấy má vô ơi. Vô đi, vô đi, vô.